Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 108. Chương 1071, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn. A. À. Chữ cũng mang ẩn chứa biết bao ý nghĩa. Đối với Ngũ Trúc, thế giới này chỉ có hai người mà thôi. Đúng, dù có muôn vàn người khác, trong mắt hắn chỉ có hai người. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng, chỉ có chuyện cá nhân của hai người này mới đáng để hắn ghi nhớ. 20 năm trước, người phụ nữ kia đã sinh con. 20 năm sau, đứa con mà người phụ nữ ấy sinh ra lại sắp làm cha. Hai sự kiện tuy cách nhau 20 năm, nhưng trong cảm nhận của hắn, chúng như xảy ra liên tiếp. Chính vì vậy mới có chữ cũng. Sau đó, khóe môi hắn hé lộ nụ cười ôn hòa, rất nghiêm túc nói với Phạm Nhàn, chúc mừng. Nụ cười và hai chữ kia khiến Phạm Nhàn chìm vào trạng thái kinh ngạc và vui sướng khó tả. Y không hiểu nổi vì sao sau hơn một năm không gặp, Ngũ Trúc Thúc lại có thể nói ra hai chữ bình thường như vậy và thậm chí sẵn lòng thể hiện vẻ mặt mang tính người nhiều nhất trước mắt mình. Lần trước y thấy nụ cười của Ngũ Trúc Thúc, đến giờ đã là bao lâu rồi? Có lẽ là lúc nhắc đến mẫu thân trong tiệm tạp hóa ở thành Đạm Châu. Phạm Nhàn không biết vì sao trong lòng lại ôn hòa đến vậy. Dường như y cảm nhận được cuối cùng Ngũ Trúc cũng cười vì y một lần, chứ không chỉ vì Diệp Khinh Mi. Đây quả là điều đáng để ghi nhớ. Nụ cười trên môi Ngũ Trúc nhanh chóng tắt đi, trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. Hắn nói một cách nghiêm túc, sắp có con rồi, phải nói chúc mừng. Đây là điều tiểu thư đã dạy, ta không quên, nên ngươi đừng ngạc nhiên. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, lại mở nói, cảm xúc này nên phát ra từ tận đáy lòng, không cần phải ghi nhớ. Gương mặt của Ngũ Trúc nhìn về phía bức tranh trên tường của miếu, nói, đối với ta, điều này rất khó khăn, đối với ngươi, ngươi đã vui mừng quá sớm. Tấm vải đen mỏng manh nhưng tuyệt đối không để sánh sáng đi lọt quấn trước mắt hắn, khiến cho sống mũi trở nên rất thẳng, cũng khiến những lời nói tiếp theo cực kỳ thẳng thắn, thời điểm không đúng. Những lời này thật quá đơn giản nhưng lại quá huyền diệu, nếu là người thường chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi. Nhưng Phạm Nhàn đã sống bên cạnh Ngũ Trúc từ nhỏ, y dễ dàng nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong bốn chữ này. Y cười khổ một tiếng, gật đầu và thừa nhận phán đoán của Ngũ Trúc Thúc. Hoàng đế tổ chức lễ tế trời ở Đại Đông Sơn, nếu thật sự có người dám nổi loạn, thì Đại Đông Sơn sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, và tương ứng, kinh đô sẽ là nơi nguy hiểm thứ hai. Lúc này Phạm Nhàn bờ biển xa xôi, không cách nào quan tâm đến tình hình tại kinh đô. Nếu như trưởng công chúa và các hoàng tử thực sự dám làm ra chuyện như vậy, thế thì đối với phe phái luôn thể hiện mình trung thành tới chết bảo vệ hoàng đế như Phạm Nhàn, họ sẽ sử dụng thủ đoạn như thế nào? Uyển Nhi là con gái ruột của trưởng công chúa nên Phạm Nhàn không quá lo lắng. Nhưng còn Tư Tư và đứa trẻ sắp chào đời trong bụng nàng thì sao? Cho dù hoàng đế có thu được lợi ích cực lớn ở Đông Sơn, nhưng một khi kinh đô bị xáo trộn, mọi người trong Phạm Phủ và những người mà Phạm Nhàn lo lắng sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào? Sau khi thấy hoàng đế ở Đàm Châu, Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng hoảng hốt và lo âu. Có điều, trước mặt hoàng đế, y không thể bày tỏ điều gì. Chỉ sau khi Ngũ Trúc nói ra nguyên nhân, gương mặt y mới thể hiện rõ ràng tâm trạng thật sự trong lòng, nặng trĩu lo âu. Viện trưởng và phụ thân ở trong kinh đô, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Y như muốn thuyết phục Ngũ Trúc, nhưng cũng giống như đang tự an ủi mình. Hoàng đế vẫn không cho phép Trần Bình Bình và Phạm Kiến chỉ huy quân đội. Đây là vấn đề. Lời nói của Ngũ Trúc không có bất cứ phỏng đoán nào, chỉ đưa ra kết quả. Hắn cúi đầu lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi nên lập tức trở về kinh đô, có lẽ vẫn còn kịp. Đúng, cho dù có người nào đó nổi loạn trong kinh đô, nhưng dẫu sao cũng một lý do. Nếu hoàng đế bị ám sát, chắc chắn sẽ cần một kẻ chịu trách nhiệm thay. Vì vậy, biến cố ở kinh đô nhất định phải diễn ra vào khoảng 15 ngày sau sự kiện ở Đại Đông Sơn. Nếu bây giờ Phạm Nhàn trở lại kinh đô, chắc vẫn còn tới kịp. Ngũ Trúc nói, ngươi ở đây, vô ích. Sau một lúc suy nghĩ, Phạm Nhàn đột nhiên nói, vai trò của ta, dường như trong khoảnh khắc gặp ngươi, đã hoàn thành rồi. Lên Đại Đông Sơn, bước vào ngôi miếu nhỏ cổ xưa, khoảnh khắc chứng kiến Ngũ Trúc, Phạm Nhàn lập tức hiểu ra lý do hoàng đế muốn xuống hạ chỉ triệu mình đi theo dự lễ tế trời và lý do vì sao lại chặn đường mình ở Đạm Châu, đưa mình lên Đại Đông Sơn. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com.
Chương 1072, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn, 4. Cũng như lời hoàng đế đã nói trước đó, nếu bố trí này là nhắm vào Diệp Lưu Vân, thế thì hắn cần Ngũ Trúc tham gia. Chẳng qua Ngũ Trúc sẽ không vì mưu đồ của hoàng đế mà rời khỏi núi Đại Đông Sơn. Thậm chí ngay cả trên Đại Đông Sơn, nếu hắn không muốn đối đầu với Diệp Lưu Vân, hắn sẽ không đành ra tay. Hoàng đế có thể ra lệnh cho tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng không thể ra lệnh cho Ngũ Trúc. Vì vậy hoàng đế cần Phạm Nhàn hỗ trợ, giúp y thuyết phục Ngũ Trúc tham gia chuyện này. Bệ hạ đưa ta đến gặp ngươi là có ý gì, chắc ngươi cũng biết. Phạm Nhàn nhìn Ngũ Trúc, cúi đầu nói, ngươi cũng biết mà. Ngũ Trúc trả lời. Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra một vẻ cảm xúc phức tạp. Sau một khoảnh lặng, y nói, từ khi vào kinh đến giờ đã 3 năm rưỡi, ta đã làm rất nhiều việc. Nhưng thực ra, ta biết rất rõ, những việc đó đều là một số người đang lợi dụng ta. Còn bây giờ, những người đó lại muốn lợi dụng ta để lợi dụng ngươi. Đối với ta thì không sao, vì ta có thứ mà mình muốn, nhưng ngươi không có bất cứ mong muốn gì với thế giới này, nên điều này thực sự bất công đối với ngươi. Trên thế gian này không có chuyện công bằng với bất công. Ngũ Trúc bình tĩnh trả lời, quan trọng là việc này có lợi ích gì cho ngươi hay không. Phạm Nhàn nhận ra một điều rất đặc biệt, sau khi xa cách Ngũ Trúc thúc hơn 1 năm, bây giờ lời nói của người mù này có vẻ nhiều hơn so với lúc trước, sắc mặt phong phú hơn một chút. Y cười khổ lắc đầu nói, bệ hạ đẩy mình vào tình thế hiểm nghèo này. Nếu chúng ta không giúp ông ta thật sự sẽ bị Diệp Lưu Vân cho một chiêu kiếm chém chết. Mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Bệ hạ đã đẩy mạng sống của mình và chấn động toàn thiên hạ ra để ép chúng ta giúp đỡ ông ấy. Cho dù chúng ta không quan tâm đến hai điều trên, nhưng ta vẫn phải lo cho an toàn của mọi người ở kinh đô. Phạm Nhàn tạm dừng một chốc, tiếp tục cười khổ. Nếu Diệp Lưu Vân ra tay, chắc chắn trưởng công chúa ở kinh đô đã thỏa thuận với nhị hoàng tử. Chúng ta không thể để bọn họ thành công được. Ngũ Trúc trầm mặc một lúc rồi nói thẳng. Phạm Nhàn ngồi xuống trước mặt hắn, rất thành khẩn nói, xin thúc thúc bảo vệ tính mạng cho bệ hạ một lần, còn về phần Diệp Lưu Vân kia, không cần để ý. Ngũ Trúc rất trực tiếp gật đầu. Trong lòng Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế có thể lợi dụng y, nhưng y lại không muốn lợi dụng Ngũ Trúc thúc. Trên thế gian này, y chỉ có vài người thân thế mà thôi, không muốn trộn lẫn thêm bất cứ thứ gì khác. Mà để Ngũ Trúc thúc ra tay, cũng không nghĩa là y không lo cho an nguy của Ngũ Trúc thúc. Bởi vì dị động trước lễ tế trời, chắc chắn sẽ là đợt chấn động lớn nhất trong 20 năm qua trên đại lục này. Tuy Ngũ Trúc thúc có tu vi đại tông sư nhưng cũng chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Có điều Phạm Nhàn cũng không cần lo lắng, vì ngôi miếu này nằm trên vách núi cao. Cho dù cuối cùng Ngũ Trúc thất bại, chỉ cần nhảy vào trong biển là được. Thủ đoạn này thì Diệp Lưu Vân và đám châu bò khác có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lúc này ta nên xuống núi. Phạm Nhàn cúi đầu nói, trong việc lớn sắp xảy ra, y không có nhiều quyền lên tiếng. Hơn nữa từ sâu trong lòng, hắn không muốn nổi điên mạo hiểm cùng hoàng đế bệ hạ. Nhưng y hiểu rõ, chắc chắn hoàng đế sẽ không y hắn xuống núi. Chỉ có cách dùng loại thủ đoạn bắt cóc con tin này mới có thể điều động Ngũ Trúc thúc phục vụ cho mình. Nếu kiếm của Diệp Lưu Vân tình cờ lệch hướng chỉ về phía Phạm Nhàn, cho dù Ngũ Trúc không muốn ra tay cũng không được. Nếu đối phương có động tác, chắc chắn sẽ là trước khi lễ tế trời hoàn thành. Đợi lát nữa ta sẽ thử thuyết phục bệ hạ cho ta xuống núi. Phạm Nhàn nhíu mày nói, chuyện ở đây xong xuôi, xin ngài mau chóng tới tìm ta. Nói đến việc này, y nhìn gương mặt của Ngũ Trúc thúc, ngập ngừng hỏi, ta không biết lễ tế trời này có điều gì đặc biệt, có ý nghĩa tượng trưng như thế nào, nhưng ta rất tò mò, chẳng lẽ 1 năm qua thúc thúc vẫn luôn dưỡng thương ở Đại Đông Sơn? Ngũ Trúc nhẹ gật đầu, mọi người đều nói Đại Đông Sơn rất thần diệu, chẳng lẽ là sự thật? Phạm Nhàn nhìn tấm vải đen trên mặt hắn, cau mày nghiêm túc hỏi. Ngũ Trúc mở miệng nói, ta không biết có tác dụng đối với bệnh tật của những người kia hay không, nhưng đối với việc dưỡng thương của ta thì rất có ích. Trong lòng Phạm Nhàn khẽ chấn động, không hiểu được câu nói này, hỏi, vì sao? Nguyên khí trên Đại Đông Sơn rất nồng đậm, vượt qua bất cứ nơi nào khác trên thế gian. Ngũ Trúc trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1073, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn, 5. Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt hơn,
ta không cảm nhận được. Ngươi chỉ có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể. Ngũ Trúc nói, còn nguyên khí trong thiên địa thì dễ dàng nắm bắt như vậy. Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói, Khổ Hạ từng tu hành pháp thuật phương Tây, chắc hắn có thể cảm nhận được. Phạm Nhàn im lặng, bỗng nhiên nghĩ đến hai vị pháp sư vô bổ từng ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, dường như loáng thoáng đoán ra chút gì đó, nhưng lại không cách nào sâu chuỗi được toàn bộ manh mối. Pháp thuật, đây là một từ ngữ xa xôi đến cỡ nào, khi còn nhỏ y đã từng có ý định tu hành pháp thuật. Nhưng trên đại lục này không có ai tinh thông món đấy, ngay cả Khổ Hạ cũng chủ yếu thu thập nghiên cứu trên phương diện tri thức lý luận. Lúc này đêm dần khuya, nhiệt độ trên đỉnh núi chậm rãi hạ xuống, đám côn trùng trong bụi cỏ bị đông lạnh cũng ngừng kêu, giữa mấy căn miếu thờ dần dần ngưng tụ thành một bầu khí túc sát. Phạm Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tranh tường xung quanh miếu thờ. Những họa tiết đó hầu như đều tương tự khánh miếu ở kinh đô, khiến cho y bỗng chốc thất thần. Phạm Nhàn vốn rất hiếu kỳ về thần miếu, cùng với khánh miếu bắt chước theo phong cách này. Y còn rất muốn hỏi Ngũ Trúc thúc một chút, nhưng cục diện bây giờ đang cấp bách, khiến y không thể ở lâu được. Y đứng dậy, cúi mình thi lễ với Ngũ Trúc một cái, nhỏ giọng nói, trên đỉnh núi này ai chết cũng không sao, chỉ có ngài là không thể chết được. Ngũ Trúc không trả lời câu này, lại nghiêng lỗ tai một chút, sau đó nửa ống tay áo bên phải duỗi ra, trực tiếp nhấn xuống mặt đất, vững chắc bất động. Một lát sau, Ngũ Trúc lẳng lặng nói, ngươi không thể xuống núi nữa rồi, ngươi đã thuyết phục hắn rồi. Hoàng đế đứng bên vách núi tối đen như mực, chắp hai tay, hôm nay trên trời có mây, che mặt trăng dưới tầng mây dày đặc. Vùng biển xanh sâu thẳm phía dưới vách núi kia phủ một màu đen như mực, chỉ loáng thoáng thấy được một hai điểm sáng cực nhỏ, có lẽ là những chiếc thuyền của thủy quân Giao Châu đang hộ giá. Phạm Nhàn đi đến sau lưng Hoàng đế, khẽ nhíu mày, lúc chiều, còn suýt nữa ngã xuống, rốt cuộc lá gan của Hoàng đế được rèn từ đâu ra. Nhưng tình hình khẩn cấp, y không trả lời câu hỏi của Hoàng đế mà trực tiếp nói, bệ hạ, dưới chân núi có kỵ binh tập kích. Hoàng đế chậm rãi quay người, gương mặt mang theo một nụ cười, không hề nghi ngờ làm sao Phạm Nhàn ở trên ngọn núi cao mà lại biết động tĩnh dưới chân núi, chậm rãi nói, thật à? Có bao nhiêu người? Không biết được. Phạm Nhàn cúi đầu trả lời, thần cho rằng, nếu kẻ địch đã tấn công, chúng ta nên lập tức phái hổ vệ đột phá vòng vây, cầu viện nơi địa phương. Hoàng đế lẳng lặng nhìn y, không đáp ứng câu nói của y, chỉ từ tốn nói, trẫm có chuyện khác giao cho ngươi làm. Ngay lúc này, dưới chân núi, một mũi tên lửa vưu một tiếng xé rách bầu trời đêm, chiếu sáng một khoảng trời nho nhỏ, thông báo tình hình khẩn cấp dưới chân núi. Chỉ e lúc này dưới núi đã sớm hô giết tung trời, cảnh tượng máu thịt bay tứ tung. Một đợt hành thích quân vương mạo hiểm nhất trong lịch sử Khánh Quốc đã chính thức mở màn. Cấp báo. Phó thống lĩnh cấm quân chạy ra từ trong doanh trại trên đỉnh núi, quỳ gối trước mặt hoàng đế, nhanh chóng bẩm báo mọi chuyện xảy ra dưới chân núi. Chỉ có điều đỉnh núi và chân núi cách nhau cực xa, chỉ dựa vào mấy mũi tên lệnh thì không thể biết được tình hình cụ thể. Sắc mặt vị phó thống lĩnh trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa trong gió rét ban đêm. Hắn chỉ biết dưới chân núi có kẻ địch tập kích, sự thật này cũng đủ khiến hắn mất mạng. Hắn thật sự không hiểu, nhánh đội quân tấn công này làm cách nào tránh khỏi kinh động quan phủ địa phương. Đi tới dưới chân núi Đại Đông Sơn, đồng thời nương theo yểm hộ của màn đêm phát động thế công mãnh liệt vào 2.000 cấm quân dưới chân núi. Không có nội dung cụ thể, Phạm Nhàn nhìn đôi môi mấp máy của phó thống lĩnh cấm quân, trong tai lại như không nghe được chữ nào, tựa như một bức tranh tĩnh lặng hoang đường nực cười. Đúng là nực cười, đường đường là vua của một nước mà lại bị bao vây trên Đại Đông Sơn sâu trong lãnh thổ. Tiếng chém chém giết giết hoàn toàn không vọng được tới đỉnh núi cao, mùi máu tanh cũng không thể bay lên đến nơi. Đỉnh núi Đại Đông Sơn vẫn là khung cảnh thanh bình. Túc này trên bầu trời đêm rất gần đỉnh núi, tầng mây dày đặc đột nhiên tan biến, để lộ ra một vầng trăng sáng. Ánh trăng chiếu lên người Hoàng đế và Phạm Nhàn trên đỉnh núi, Phạm Nhàn khẽ nheo mắt, nhìn bóng dáng Hoàng đế được ánh trăng bao phủ như thần linh, bắt đầu dâng lên cảm xúc khẩn trương và phấn khích. Y nhìn xuyên qua đôi vai như sắt thép của Hoàng đế, chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ từ xa xâm lấn ướt tới. Thuyền nhỏ lên xuống trong sóng biển, dần dần đi về phía trước giữa ánh trăng, tiến về phía Đại Đông Sơn. Đỉnh núi cách biển rất xa, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm giác được chiếc thuyền nhỏ ấy. Bởi vì, trên thuyền có Diệp Lưu Vân đang đứng. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện.
Sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1074, Trường Cung Phòng Dạ Sơn, 1. Ánh trăng lạnh như nước, Phạm Nhàn khẽ híp mắt, nhìn xuống chân núi xa xăm, bờ biển xa xăm. Giữa nước biển đen như mực, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng bập bềnh. Nội lực của y bá đạo, thị lực kinh người, thực ra vẫn không thấy rõ tình hình trên chiếc thuyền kia. Nhưng điểm quái lạ là, dường như cách xa như vậy mà y vẫn có thấy được vị lão già trên thuyền kia, chiếc mũ rộng vành, bộ râu buông xõa. Trong thiên hạ tứ đại tông sư, y mới gặp mình Diệp Lưu Vân. Thuở niên thiếu một lần, bên trong thành Tô Châu một lần, lần nào cũng đầy kinh ngạc. Diệp Lưu Vân là người tiêu sái, cực kỳ tiêu sái, tối nay, ngồi thuyền vượt sóng, cầm kiếm đi lên, khí thế chưa đến, phong thái đã khiến người ta không khỏi kính phục. Lúc này Phạm Nhàn nhìn chiếc thuyền trong đại dương mênh mông kia, nhìn chiếc thuyền bồng bềnh độc lập kia đang đi thẳng tới Đại Đông Sơn. Nghĩ đến vị đại tông sư mà ngàn vạn người hướng tới, y không khỏi cảm khái vạn phần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kính ngưỡng. Con thuyền nhỏ trông thì rất gần, kỳ thực lại cực xa, đi qua một dải bờ biển tắm ánh trăng, chậm rãi trôi tới bên này, cứ như vĩnh viễn không thể tiếp cận bến bờ này. Nhưng mà Phạm Nhàn biết rõ, khoảng cách xa nhất trên thế gian này cũng không phải là khoảng cách giữa sinh và tử, cho nên chiếc thuyền nhỏ sắp sửa định đoạt sinh tử kia chung quy sẽ có lúc cập bờ. Dưới chân núi, dải bờ biển bên kia đột nhiên hiện lên vài tia lửa lấm tấm, dù chỉ là vài tia, nhưng ánh sáng vẫn đủ để chiếu lên đỉnh núi. Từ đó có thể thấy trên chiến trường kia, quân phản loạn xuất hiện như ma quỷ mạnh mẽ đến nhường nào. Đang liều mình tấn công phòng tuyến của 2.000 cấm quân, thế lửa đốt trại đã tới mức không thể kiểm soát được. May mắn thay, mùa hạ nước mưa nhiều, cộng thêm gió biển thổi về, trong núi hơi ẩm dày đặc. Không sợ ngọn lửa này sẽ bén lên cả Đại Đông Sơn, đốt thành cột trụ cháy khô, thiêu chết tất cả mọi người trên núi. Lại có mấy tiếng tên lệnh thê lương phóng lên, nhưng chỉ bay tới lưng chừng núi đã thảm thiết, chán nản bất lực rơi xuống. Cũng như dưới chân núi lúc này, tuyến phòng ngự của quân cấm đã khó mà chống cự tiếp, sắp không thể duy trì được nữa. Lúc này con thuyền nhỏ chưa tới, quân địch đã giết tiến tới chân núi, đoàn người Hoàng đế Khánh Quốc đều quay lưng về phía biển. Đứng trước lan can bằng đá để quan sát, lẳng lặng nhìn dưới chân núi, theo dõi những ngọn lửa lúc cháy sáng, lúc dập tắt, nghe tiếng chém giết mơ hồ. Có điều dù sao khoảng cách cũng quá xa, tiếng chém giết vọng tới đỉnh núi, bị gió thổi qua, cành rừng rung động, biến thành nhịp điệu có phần méo mó. Không có sát ý, ít nhất những người trên đỉnh núi không cảm nhận được bầu không khí này. Nếu so sánh ra thì chiếc thuyền nhỏ đang từ từ trôi đến phía sau núi Đại Đông Sơn kia mới khiến cho mọi người có cảm giác căng thẳng hơn một chút. Lúc này, Thượng Thư Bộ Lễ, Tự Khanh của Thái Thường Tự đã sớm rời khỏi phòng, lẳng lặng đứng hầu phía sau Hoàng đế bệ hạ. Trong lòng mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, sợ hãi vô cùng, nhưng không ai dám nói lời nào. Lúc này vị phó thống lĩnh cấm quân kia đã chạy xuống chân núi từ lâu, chuẩn bị liều mình trên tuyến đầu. Nhưng chỉ e trong lúc hắn chưa tới, 2.000 cấm quân kia đã trở thành hồn ma trong đêm tối, tử thi giữa núi rừng. Phạm Nhàn cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, vô thức liếm đôi môi khô khốc, trong lòng không bất giác dâng lên cảm giác khiếp sợ. Rốt cuộc nhánh quân đội dưới chân từ đâu đến? Vì sao mạng lưới giám sát viện ở khu vực Đông Sơn không tìm hiểu được bất cứ thông tin nào? Vì sao 500 hắc kỵ đặt trên núi Hào Sơn lại không có tác dụng gì? Đối phương làm thế nào lẻn đến dưới chân núi Đại Đông Sơn mà không ai hay biết? Mà điều khiến y kinh ngạc nhất chính là tình thế lúc này dưới chân núi, nhìn ngọn lửa rút về phía sau, nghe tiếng chém giết vang lên. Suy đoán từ những mũi tên lệnh kia, hắn biết rõ cấm quân đã không ngăn cản nổi, 2.000 cấm quân mà lại tan tác nhanh như vậy. Khánh Quốc dùng võ lực để bình định thiên hạ, mặc dù cấm quân thường trú tại kinh đô, nếu xét về khả năng chiến đấu nơi hoang dã chắc chắn không bằng 7 nhánh đại quân như Định Châu quân, Trinh Bắc quân. Nhưng từ sau khi đại hoàng tử được điều đến làm đại thống lĩnh cấm quân, đã rút rất nhiều tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội Tây Trinh, thực lực của cấm quân được bổ sung rất hiệu quả. Tuy vẫn không phải đối phương của những nhánh đại quân kia, nhưng cũng không đến mức tan tác nhanh như vậy. Ngoài khiếp sợ, trong lòng Phạm Nhàn còn dâng lên một chút nghi hoặc, rốt cuộc quân đội đang tấn công là con cháu nhà ai? Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1075, Trường Cung Phòng Dạ Sơn, 2.
là thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất. Hoàng đế bệ hạ đứng ở bên cạnh lan can đá, nhìn xuống dưới chân núi. Tuy rõ ràng là hắn không thấy rõ phía bên dưới đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng thấy được vẻ bất an trong mắt của Phạm Nhàn và Hồng Lão Thái Giám. Hắn lạnh lùng nói, cấm quân không phải là đối thủ của bọn chúng. Thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất. Phạm Nhàn nhướng mày, lập tức liên tưởng đến trận đại thắng kỳ quái một tháng ở Thương Châu và Yên Kinh. Tuy y vẫn không biết Yến Tiểu Ất dùng biện pháp nào đưa những binh sĩ này đến chân Đại Đông Sơn, nhưng kẻ địch đã đến, lúc này nghĩ mấy thứ đó chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian. Ngươi là đề ti giám sát viện, một nhánh quân đội xâm nhập ngàn dặm, vào trong quốc cảnh, đáng chịu tội gì? Hoàng đế nhìn Phạm Nhàn, mỉm cười hỏi. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, biết bệ hạ đang đùa. Chỉ có điều lúc này tình thế dưới chân núi hung hiểm như vậy, y nào có tâm trạng đùa giỡn, đáp, cho dù phía Bắc Đàm Châu có mật đạo, nhưng giám sát viện cũng phải nhận được tin đồn, cho nên thần cho rằng trong viện có người đang giúp hắn. Hoàng đế chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng trong nụ cười lại nhiều thêm vẻ tự diễu. Phạm Nhàn nói trong viện có vấn đề là thẳng thắn, càng là thăm dò. Y muốn thăm dò đội quân tinh nhuệ thân binh đại danh của Yến Tiểu Ất như hổ lang cắn giết dưới chân núi có phải do hoàng đế đã tận lực buông tha hay không. Chỉ nhìn vẻ bình tĩnh và thái độ tự tin của hoàng đế lúc này, sâu trong nội tâm Phạm Nhàn tin tưởng cái suy luận này, thế nhưng nụ cười kia của hoàng đế lại có vẻ rất bất đắc dĩ. Trẫm muốn biết tình hình cụ thể dưới chân núi lúc này. Hoàng đế bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, trẫm không muốn trở thành người mù. Năm đó, hoàng đế tự mình dẫn quân đi Nam chinh Bắc chiến, đã lập được những chiến công hiển hách khó có thể vượt qua, được mệnh danh là tướng số một đại lục. Có điều gần 20 năm qua hắn chưa từng tự mình ra trận, mới làm cho chiến công chống cự người Man của Thượng Sam Hổ bên Bắc Tề dần dần che khuất vinh quang về mặt quân sự của vị quân vương này. Mà tình hình như đêm nay khi ngự giá trong vòng vây, nếu hoàng đế có thể tự mình chỉ huy cấm quân, chắc chắn cấm quân dưới chân núi cũng không thể thảm bại đến mức này. Chỉ có điều, giờ đang trong đêm trên núi, cho dù có trăng sáng treo cao, việc lên núi xuống núi không phải dễ dàng như hát ca, muốn truyền mệnh lệnh còn cần thời gian rất dài, huống chi tự mình chỉ huy. Vì vậy, gương mặt của hoàng đế lạnh như băng, giọng điệu cũng có phần bực bội. Vẻ bực bội này cũng không khiến cho người bên cạnh hoàng đế sợ hãi. Trong tình hình này, hoàng đế bệ hạ không nổi giận tím mặt chém đầu những quan viên bên cạnh, đã là bình tĩnh lắm rồi. Phạm Nhàn từ từ cúi đầu, hai ngón trỏ và ngón áp út hai tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, tạo nên một cây cầu ý, trong nháy mắt đã vận toàn bộ chân khí bá đạo trong cơ thể. Thúc đẩy hai hệ thống chu thiên tuần hoàn khác hẳn mọi người trong cơ thể mình, ép giác quan thứ sáu của mình lên tới cảnh giới thanh minh nhất. Chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người y bất chợt bùng lên, khiến cho đỉnh núi bỗng nổi lên một cơn gió, cát đá khẽ động. Những hổ vệ bảo vệ bên cạnh hoàng đế đều kinh ngạc, trong thời khắc mẫn cảm này, nhanh chóng thực hiện động tác phòng bị. Chỉ có vị hồng lão thái giám kia vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đứng sau lưng hoàng đế. Một lát sau, Phạm Nhàn kính cẩn bẩm báo, bệ hạ, có gì đó kỳ quái, hình như đối phương đã lui binh. Nghe được câu này, lông mày hoàng đế cũng nhíu lại, một lúc lâu sau mới âm u nói, rốt cuộc mang theo bao nhiêu người đến đây mà dám có ý đồ phong bế cả ngọn núi, không tha cho một ai cả. Yến Tiểu Ất, khẩu vị lớn thật, quân phản loạn đang chiếm thượng phong lại đột nhiên tạm lui, cho cấm quân một chút cơ hội thở dốc. Các quan viên trên đỉnh núi bao gồm cả Phạm Nhàn đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng chỉ có mình hoàng đế phán đoán rất rõ ràng ý đồ của phản quân. Cho cấm quân cơ hội sắp xếp bố trận một lần nữa chính là sợ hai bên giao chiến tới cuối cùng, dẫn tới tình trạng hỗn loạn, bỏ sót một số người sống trong tấm lưới này. Phản quân dưới chân núi không định để bất cứ ai sống sót chạy ra khỏi Đại Đông Sơn tới các châu quận báo tin. Không thể nào, Phạm Nhàn nói, y biết theo quy trình của giám sát viện, lúc này kiếm thủ lục sử đang trà trộn trong cấm quân. Chắc chắn trong thời gian sớm nhất sẽ tìm cơ hội đột phá vòng vây để thông báo cho quan phủ khu vực Đông Sơn, điều quân châu và quân đội gần nhất đến tiếp viện. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1076, Trường Cung Phong Dạ Sơn, A. Với khả năng của đi lại trong bóng tối của kiếm thủ lục sử, cho dù dưới chân núi có cả vạn kỵ binh cùng đến, giữa đêm như vậy cũng không thể giết chết hoặc bắt giữ toàn bộ kiếm thủ này, chung quy cũng có một số người thoát khỏi.
Nhưng vào lúc này, một người mặc áo xám như bóng ma bay lên từ vạn bậc thang dẫn lên trời kia. Khinh công của người này xuất sắc, tư thế lại hết sức kỳ quái, cứ như đầu gối có lắp đặt một cơ chế loè loẹt nào đó, mỗi lần chạm đất là nhẹ nhàng bắn lên. Mặc dù tư thế không bằng Tiêu Sái bằng cường giả tuyệt thế nhưng lại nhanh chóng và yên lặng. Người áo xám còn chưa lướt đến đỉnh núi, trong bầu trời đêm đã có vô số bông tuyết nở rộ, đao hoa như tuyết. Những hổ vệ ẩn nấp xung quanh hoàng đế giơ cao trường đao chém tới, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn che khuất ánh sáng từ vầng trăng. Người áo xám không ra tay, chỉ giơ cao lệnh bài được ánh trăng và ánh đao soi sáng rất rõ ràng, chính là lệnh bài của giám sát viện. Diêu thái giám vung tay lên, đám hổ vệ thu đao lại, nhưng vẫn hiện thân vây người áo xám kia vào giữa, mười mấy thanh trường đao chỉ về phía đó, khí thế bức người. Phạm Nhàn tin tưởng, kể cả mình ở giữa mười mấy thanh trường đao này cũng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Nhưng y bước tới gần người áo xám kia một bước, gương mặt mang vẻ thăm dò lo lắng. Người áo xám chính là một trong hai cánh của giám sát viện Vương Khải Niên, tuyệt đối là tâm phúc của Phạm Nhàn. Hôm nay đột nhiên nảy sinh biến cố, lão lãnh đạo mọi người giám sát viện bố trí phòng ngự ở chân núi, lúc này đã sớm khiếp sợ đến mức không thể tả nổi. Lão không nói gì thêm với Phạm Nhàn, trực tiếp quỳ gối trước mặt hoàng đế và Phạm Nhàn, trầm giọng bẩm báo, 5.000 phản quân, cầm nỏ, toàn bộ đều là cung tiễn thủ. Mọi người trên đỉnh núi đồng loạt yên lặng xuống. Đầu tiên, tin tức này chứng minh phán đoán của hoàng đế. Phản quân tấn công chính là thân binh đại danh của Yến Tiểu Ất, cũng chỉ có thần tiễn thủ như Yến Tiểu Ất mới có khả năng huấn luyện toàn bộ thân binh đại danh của mình thành những thần tiễn thủ ngàn người chọn một. Tuy mũi tên không bay xa bằng nỏ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. 5.000 thần tiễn thủ tập kích trong đêm tối, nghe đồn trong đại danh của Yến Tiểu Ất toàn là binh lính dùng trường cung. Chẳng trách nhân lực giám sát viện quân cấm dưới chân núi phải chống cự vất vả như vậy. Hoàng đế nhìn Vương Khải đang quỳ gối trước mặt, trầm giọng hỏi tình hình chiến sự ra sao. Giọng điệu Vương Khải cứng nhắc, lập tức đáp lời, lúc bị tập kích, thần đã lên núi, không biết tình hình chiến đấu hiện tại. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục bày tỏ thái độ không hài lòng. Từ lúc bị tập kích đến giờ thời gian cực ngắn, khoảng cách từ chân núi đến đỉnh núi cực xa, ngoại trừ mấy mũi lệnh tiễn báo động, Vương Khải là quan viên đầu tiên vọt lên đỉnh núi báo tin. Nhìn gương mặt tái mét của lão là biết chạy lên núi trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tiêu hao đại bộ phận tinh thần và sức lực của lão. 5.000 trường cung thủ, hoàng đế đột nhiên cười lạnh, muốn tiêu diệt toàn bộ 2.000 cấm quân, Tiểu Ất cũng không có tham vọng và thủ đoạn như vậy. Đúng là tò mò, cao nhân chỉ huy dưới chân núi lúc này là ai? Phản quân đã phong tỏa ngọn núi nhưng lúc này lại không tấn công, tình hình có vẻ kỳ quái. Phạm Nhàn nhìn Vương Khải hỏi thẳng, đã đột phá ra ngoài chưa? Giám sát viện làm việc đúng theo quy trình, cấp trên hỏi thuộc hạ sẽ tự hiểu đang hỏi về điều gì. Vương Khải Niên sắc mặt hơi đổi, bẩm báo với Phạm Nhàn, 60 người, chết hết. Phạm Nhàn mặt không đổi sắc, hỏi, xác nhận, xác nhận. Vương Khải Niên cúi đầu bẩm báo, lúc ở sườn núi đã từng quay đầu lại, trên hai con đường hướng tĩnh lặng phía Tây Bắc và Tây Nam nảy sinh chiến đấu, có cao thủ ẩn nấp. Phạm Nhàn tròng mắt hơi co lại, trong lòng đau xót, cố gắng kìm chế cảm xúc tức giận và bi ai ngày càng nặng nề. Xưa nay lục sử luôn hoạt động giữa bóng tối, làm sao trong thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất lại có kiếm thủ quen thuộc với ám sát như vậy? Có thể âm thầm giết chết toàn bộ thuộc hạ của mình giữa màn đêm đen, chứng tỏ phẩm cấp của những thích khách kia cao hơn rất nhiều so với trình độ của kiếm thủ lục sử. Y tiếp tục nhìn Vương Khải một hồi lâu. Vương Khải Niên không gật đầu hay lắc đầu, có điều tay phải chống trên mặt đất khẽ nhúc nhích. Phạm Nhàn thở dài trong lòng, biết Vương Thập Tam Lang vẫn coi là yên phận, thoáng an lòng, quay lại nhìn hoàng đế. Không do dự mà trực tiếp nói một cách rất bình tĩnh, bệ hạ, người của Đông Di Thành cũng đã đến. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1077, Trường Cung Phòng Dạ Sơn, 4. Nghe được câu này, hoàng đế không có chút phản ứng nào, cứ như đang chờ đợi điều gì. Một lát sau, Diêu Thái Giám từ bậc thềm đá trở về, thì thầm vài câu gì. Đó bên tai hoàng đế, gương mặt hoàng đế dần dần trở nên âm trầm. Bấy giờ Phạm Nhàn lúc này mới biết, khi mũi tên cảnh báo đầu tiên bắn lên, Diêu Thái Giám đã sắp xếp hổ vệ. Bắt đầu phá vây để đưa tin,
như lúc này nhận được báo cáo, xác nhận lần phá vòng vây này đã thất bại. Kiếm thủ lục sử giám sát viện và hổ vệ cường hãn, hai lần nhân lúc đêm tối phá vòng vây, cuối cùng đều thất bại. Đông Di Thành đã cho trưởng công chúa bao nhiêu cao thủ? Chẳng lẽ kiếm lư sản xuất nhiều cao thủ cửu phẩm nhất thiên hạ kia, hôm nay? Tất cả đều tụ tập dưới chân Đại Đông Sơn. Tư Cố Kiếm có tới không? Gió đêm trên đỉnh núi lại nổi lên, con thuyền nhỏ trên biển xa kia vẫn như gần như xa, tiếng chém giết dưới chân núi dần dần vang lên. Ánh trăng chiếu rọi núi rừng nhưng không thể xua tan bóng tối trong đó, không biết có bao nhiêu kẻ giấu giếm sát ý, chờ đợi những người trên đỉnh núi. Hoàng đế đột nhiên nhớ đến cảnh Phạm Nhàn vận công lúc vừa rồi, lạnh lùng hỏi, công phu của ngươi ngày càng tốt, bệnh cũ năm ngoái có tái phát không? Phạm Nhàn không hiểu vì sao trong thời điểm này mà Hoàng đế lại đột nhiên đặt ra một câu hỏi không liên quan gì như thế, trả lời, chưa từng tái phát. Rất tốt. Hoàng đế lặng lẽ quan sát vào mặt đất mênh mông dưới ánh trăng, thế thì chuyện này trẫm cũng an tâm giao cho ngươi làm. Cút. Hoàng đế âm trầm gầm lên một tiếng. Trên đỉnh núi, ngoại trừ Hoàng đế và Phạm Nhàn, Hồng Lão Thái Giám, cùng với hổ vệ ẩn trong bóng đêm, tất cả những người khác đều tuân lệnh trở lại trong miếu thờ và nơi ở, để lại mảnh đất trống này cho. Cặp cha con đáng thương bệ hạ và đề ti đại nhân. Lần này trẫm đi tế trời, vốn là một trận đánh cược, tế là trời, cược, cũng là trời. Cặp lông mày của Hoàng đế thoáng hiện lên một tia nặng nề, nói, trẫm không muốn chờ đợi nữa, vì vậy trẫm muốn đánh cược số mệnh, trẫm đang cược thiên mệnh quy về đâu. Hoặc là thành công hoặc thất bại, tất cả đều nằm trong tính toán. Nếu thành công, từ nay về sau triều đình đại khánh ta không còn nỗi lo gì nữa, trong vòng 3 năm, kiếm chỉ thiên hạ, không còn ai dám trì hoãn bước chân của trẫm nữa. Nhưng hắn lại không nói thất bại sẽ như thế nào, lạnh lùng mở miệng nói, có lẽ trẫm đã tính sai một chút. Tối nay trẫm dụ Lưu Vân Thế Thúc lên núi, vốn tưởng rằng hai người kia sẽ không can thiệp. Dù sao, đây là hành động tự phá cột trụ của đại khánh ta, nếu như trước kia, bọn chúng nên khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Phạm Nhàn ở bên cạnh trầm mặc, hắn dám khẳng định chắc chắn dưới chân núi có cao thủ cửu phẩm của Đông Di Thành tham dự, nhưng rốt cuộc Tứ Cố Kiếm có đến hay không? Không ai đoán được, cho dù tên ngu ngốc kia đến thì cũng có sao. Nhưng mà, Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, trẫm nhất định phải suy tính chuyện sau này, vì vậy ngươi xuống núi đi thôi. Phạm Nhàn ngây ngốc ngẩng đầu lên, không biết trả lời như thế nào. Y suy nghĩ một lúc lâu không biết nên làm sao để thuyết phục Hoàng đế cho mình xuống núi, nhưng không ngờ Hoàng đế tự mình đưa ra ý tưởng này. Có điều lúc này toàn bộ con đường dưới chân núi đều bị phong tỏa, 5.000 trường cung thủ cùng các kiếm khách cửu phẩm kinh khủng của Đông Di Thành, mình làm sao xuống núi. Hoàng đế cười giễu cợt một tiếng, nói, có phải ngươi cho rằng trẫm sẽ kéo ngươi ở bên mình, ép lão ngũ ra tay đúng không? Phạm Nhàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, dường như muốn hút ánh trăng trên đỉnh núi này vào trong lồng ngực, một lát sau mới lạnh lùng nói, bất luận trẫm có thành công hay không, nhưng bên phía kinh đô chắc chắn sẽ có người nói trẫm đã chết. Cho nên trẫm muốn ngươi xuống núi, trẫm muốn ngươi trở về. Hắn yên lặng nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nói, trẫm có 4 đứa con trai, đã sinh ra 2 kẻ không bằng chó lợn, ngươi hãy thay trẫm về kinh đô giáo huấn bọn chúng, đừng để trẫm thất vọng. Tâm trạng trong lòng Phạm Nhàn cực kỳ phức tạp, sau đó nghe thấy một câu nói dịu dàng hơn cả gió biển của Hoàng đế, không cần phải ở lại đây đánh cược mạng sống với trẫm. Hãy về kinh đô đi, nếu kết cục không như trẫm tưởng tượng, các ngươi cứ làm theo ý mình, ai muốn ngồi cái ghế kia thì ngươi tự quyết định đi. Trong lòng Phạm Nhàn cực kỳ chấn động, không cách nào nói nên lời. Nguyên nhân khiến Phạm Nhàn khiếp sợ có 3 điểm. Thứ nhất là Hoàng đế sai mình xuống núi ẩn chứa một chút tình cảm thương con, điều này thực sự vượt ngoài dự liệu của y. Thứ hai là trong lời nói của Hoàng đế dường như đã mất đi sự tự tin như trước kia. Thứ ba là câu nói cuối cùng của Hoàng đế. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1078, Che khuất ánh trăng, 1. Ai ngồi lên cái ghế kia để cho y quyết định, đây là di ngôn hay là thứ gì khác? Vấn đề nằm ở chỗ, cho dù mạng của mình có lớn, chạy được 1.000 dặm về kinh đô trước khi trưởng công chúa tuyên bố mọi chuyện, nhưng mình có thực lực gì để biến ý muốn của bản thân thành hiện thực? Đây không phải là Minh gia ở Giang Nam, không phải Thôi gia, không phải quan triều trong kinh đô,
không phải kẻ đáng thương trong Khâm Thiên Giám, mà là hoàng cung, là quyền nắm giữ thiên hạ. Khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười khổ, cho dù mình là quyền thần Khánh Quốc, nhưng trên tay không có một binh một tốt nào, lấy cái gì mà thay bệ hạ ổn định kinh đô? Lại dựa vào đâu để quyết định cái ghế kia thuộc về ai? Trẫm sẽ không thua. Khóe môi hoàng đế nở một nụ cười, ý cười tràn đầy sát ý lạnh lùng, cho dù thua, có Diệp Lưu Vân và Tứ Cố Kiếm thay trẫm bồi táng, còn sợ gì nữa? Ngươi cũng không cần lo lắng, Trần viện trưởng ở kinh đô, Thái hậu ở trong cung, đám người đó không thể gây ra bao nhiêu sóng gió, ngươi cầm ngọc tỷ của trẫm đi, nếu có người ngăn cản ngươi, giết hết. Trên, chán Phạm Nhàn đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm nếu như hai nhà Diệp Tần cùng làm phản, cho dù mình có là đại tông sư, cùng lắm cũng chỉ có thể chơi đánh du kích, làm sao mà giết hết được. Y đã nhìn ra một chút không chắc chắn trong nội tâm hoàng đế, cõi lòng không khỏi trở nên ảm đạm. Nếu hoàng đế thật sự chết trên Đại Đông Sơn, thiên hạ này thành ra sao? Cho dù thái tử hay lão nhị kế vị, chỉ e Khánh Quốc này cũng không còn chỗ dung thân cho mình, chẳng lẽ thật muốn ôm cái tụ bảo bồn kia, bước lên con đường thứ hai? Có điều, tình hình chưa đến thời khắc nguy hiểm nhất, trên đỉnh núi còn có Hồng Lão Thái Giám và Ngũ Trúc Thúc, cộng thêm hơn trăm hổ vệ, cho dù đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, cũng có thể duy trì thời gian rất dài. Muốn tập kích lên Đại Đông Sơn, chỉ có một con đường, rõ ràng nhiệm vụ của 5.000 trường cung thủ ở dưới chân núi là cắt đứt liên hệ giữa Đại Đông Sơn và thiên hạ. Ít nhất phải cắt đứt 3 ngày trở lên, tạo khoảng trống thời gian cho biến động ở kinh đô. Còn thật sự muốn hành thích quân vương, đám phản quân này lại không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì hoàng đế sẽ không ngu ngốc xuống núi. Sau đó, Diệp Lưu Vân sẽ lên núi. Đây đúng là một ván cược. Nếu như ba nước trong thiên hạ vẫn giữ nguyên đại thế như cũ, quân chủ Khánh Quốc bố trí ám sát Diệp Lưu Vân, chắc chắn Bắc Tề và Đông Di cũng rất lạc quan tán thành, Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm cũng không bỏ qua thân phận của mình mà đến đây can thiệp. Thế nhưng, mồ hôi lạnh trên trán Phạm Nhàn đã khô, trên người chỉ cảm thấy giá lạnh. Lúc ở Ngô Châu, nhạc phụ Lâm Nhược Phủ đã nhắc nhở y, vì một mục tiêu đủ sức cuốn hút thậm chí có phần rực rỡ, có lẽ các đại tông sư sẽ rất tự nhiên đi cùng với nhau. Miệng Phạm Nhàn càng lúc càng đắng chát. Nếu như tình thế thực sự phát triển theo hướng này, trên Đại Đông Sơn này làm gì còn ai sống sót? Nhưng chẳng lẽ từ lúc bắt đầu hoàng đế lại không dự liệu được cục diện này sao? Y cẩn thận liếc mắt nhìn gương mặt được hoàng đế, phát hiện sắc mặt hoàng đế có phần âm trầm, trong bóng đêm con ngươi lóe lên ngọn lửa. Y không dám nghĩ thêm về những vấn đề này nữa, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Cục diện ở Đại Đông Sơn còn chưa rõ thắng bại, nhưng nếu như lâm vào tình thế bế tắc, bên phía kinh đô lại có vấn đề. Mình nhất định phải đưa tin tức bệ hạ còn sống đến kinh đô, đưa đến bên cạnh Thái hậu. Cho dù bệ hạ đã chết, khi mình trở lại kinh đô cũng phải khiến Thái hậu tin rằng bệ hạ vẫn còn sống, bằng không với phán đoán của loại người thiên về chính trị như Thái hậu. Một khi biết tin bệ hạ tử vong, chắc chắn bà ta sẽ chọn cách để Tần gia bảo vệ thái tử đăng cơ, ổn định triều chính Khánh Quốc. Hoàng đế là con trai của bà, nếu có ai muốn làm hại hoàng đế, chắc chắn Thái hậu sẽ không cho phép. Nhưng nếu cái chết của hoàng đế trở thành sự thật đã định, thân là thế hệ cao nhất trong hoàng tộc, Thái hậu buộc phải suy xét đến sự tồn vong của toàn bộ hoàng tộc, cũng như tồn vong của thiên hạ. Vì vậy, cho dù là xuất phát từ an nguy của bản thân hay là từ tình hình ở kinh đô, Phạm Nhàn cũng biết bố trí của hoàng đế cực kỳ chính xác. Chính mình phải mang theo bức thư mà bệ hạ ngự bút cùng Ngọc Tỷ trở lại kinh đô, ổn định tình hình, để ứng phó với thời đại hậu tông sư. Đúng vậy, thời đại hậu tông sư, trận chiến ở Đại Đông Sơn, cho dù ai thắng ai thua, chắc chắn sẽ có một hoặc hai vị đại tông sư rời khỏi sân khấu lịch sử. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1079, che khuất ánh trăng 2. Y trầm mặc gật đầu, nói: "Xin bệ hạ cứ yên tâm, kinh đô sẽ không có chuyện gì." Hoàng đế nhìn y một cái thật sâu rồi nói: "Lần này con đường rất gian nan, ngươi phải cẩn thận." Phạm Nhàn hơi giật mình, vốn dĩ sâu thẳm trong cõi lòng y mang vẻ lạnh lùng và tự mải mai về câu nói trẫm có 4 đứa con trai của hoàng đế. Không ngờ bây giờ lại nghe được những lời như vậy, khiến cho trong lòng y bỗng mềm mại hơn một chút. Siết chặt đai lưng, xác nhận trang bị trên người đã sẵn sàng, Phạm Nhàn nhanh thay biến đổi từ thân phận một thần tử hầu cận thành thích khách áo đen cửu phẩm.
toàn thân thu lại khí tức, hòa làm một thể với đỉnh Đại Đông Sơn. Chỉ có vầng trăng màu bạc khiến người ta sầu não kia chiếu ánh sáng không hài hòa lên thân thể của hắn. Trong ngực y cất giữ ngọc tỳ của hoàng đế và ngự thư viết cho thái hậu, không quá nặng nề, nhưng y lại cảm thấy rất nặng nề. Y biết chắc chắn không bao lâu sau tin tức về việc Đại Đông Sơn bị bao vây sẽ truyền về kinh đô. Đồng thời tin tức đưa về kinh đô còn là tin tức bệ hạ đã bị hành thích. Trưởng công chúa đang tính toán thời gian chênh lệch này, thậm chí ả ta chẳng cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần xác nhận cái chết của hoàng đế. Thái hậu nhất định phải đau đớn bước ra từ phía sau tấm rèm, lựa chọn người kế vị trong ba vị hoàng tử. Lúc này lễ tế trời chưa xong, ý thị của ông trời chưa ban xuống. Tuy thiên hạ đều biết thái tử sắp bị phế nhưng thái tử vẫn là thái tử như cũ. Không chỉ từ góc độ ổn định triều chính mà cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào khác, thái hậu cũng sẽ lựa chọn thái tử kế vị. Đây không phải là âm mưu, chỉ là mượn thế, mượn dòng nước tự chảy về kênh. Cho dù hoàng đế có để lại vô số kế sách ở kinh đô, Trần Bình Bình và cấm quân trung thành tuyệt không hài lòng. Nhưng khi tin tức về cái chết của hoàng đế lan khắp thiên hạ, ai dám chống đối thẳng mặt với ý chỉ của thái hậu, trừ phi. Họ muốn tạo phản lần thứ hai, Phạm Nhàn duỗi tay chân như muốn làm cho gánh nặng trên người trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, y biết bản thân không khác nào vác cái ghế rồng của Khánh Quốc trên người. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Hoàng đế đứng bên cạnh Phạm Nhàn toàn thân trong bộ đồ đen, lạnh lùng nói, nếu có thể không giết thì không giết, đặc biệt là Thừa Trạch. Mà, nếu không thể không giết thì giết hết. Trong lòng Phạm Nhàn thầm nghiêm nghị, gật nhẹ đầu. Khóe môi hoàng đế hơi vểnh lên, nhìn chiếc thuyền nhỏ xa xôi trên biển, châm chọc nói, vì sao Lưu Vân Thế Thúc lại chậm chạp như vậy? Chẳng lẽ vì thân là đại tông sư mà đối mặt với trẫm vẫn không khống chế được nỗi sợ? Đại tông sư còn cần người giúp hay sao? Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, chân mày cau lại. Ban ngày, trẫm từng nói với ngươi, vì sao lại lựa chọn Đại Đông Sơn để tế trời? Hoàng đế bỗng nhiên nói, lý do đầu tiên đương nhiên là vì mời lão ngũ rời núi. Phạm Nhàn nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhìn y bình tĩnh nói, lý do thứ hai là Đại Đông Sơn là một ngọn núi cô độc bên bờ biển, chính là nơi chôn thây tốt nhất. Vân Cơ sai Yến Tiểu Ất vây núi, lại mời Lưu Vân Thế Thúc tới hành thích trẫm, nhưng trẫm hoàn toàn không có chỗ nào để đi. Đại Đông Sơn cô độc bên biển, đi xuống chân núi về phía lục địa chỉ có một con đường cụt. Mà phía biển chỉ có một mặt vách đá trơn bóng như ngọc thạch, ngay cả đại tông sư cũng không thể sử dụng kỹ năng khinh thân để leo lên. Nếu hoàng đế bị hành thích ở đây, đúng là có chấp cánh cũng khó thoát. Trẫm chọn chỗ chôn thây Đại Đông Sơn này chính là để tạo ra một ảo giác cho Vân Cơ. Hoàng đế dường như đã thoát khỏi tin tức có thể Tứ Cố Kiếm sẽ tới, trở lại vẻ tự tin, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của Phạm Nhàn. Hình như muốn nhìn thấu tâm can của y. Con bé cho rằng có thể phong tỏa tất cả thông tin về Đại Đông Sơn để nó làm sằng làm bậy ở kinh đô, nhưng lại quên rằng trẫm chọn nơi chỗ trộn thây này đương nhiên là vì bên cạnh trẫm có người có thể thoát khỏi đất chết, bay ra ngoài. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm bản lĩnh độc đáo của mình cũng không thể thoát khỏi con mắt của bệ hạ. Trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có pháp môn vận công kỳ lạ của bản thân mới có thể giúp mình trượt từ vách đá Đại Đông Sơn có bề mặt bóng loáng như gương xuống dưới. Hoàng đế đã đưa mình đến Đại Đông Sơn, hóa ra là đã mai phục ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1080, Che Khuất Ánh Trăng, 3. Bệ hạ suy nghĩ đúng là rất sâu xa. Trong lòng Phạm Nhàn đột nhiên máy động, không còn lo lắng như trước nữa. Nếu bệ hạ đã có thể lợi dụng mình, thế thì sao lại không có kế hoạch ứng phó với tình cảnh nguy hiểm nhất này? Hoàng đế mỉm cười nói, trẫm từng nói với cung điển, bản lĩnh trèo tường của ngươi rất có phong, rất mạnh, hơn trẫm rất nhiều. Phạm Nhàn nhìn vách núi như vực sâu dưới chân, xoay cổ, nói một câu đùa hiếm thấy, có đứa con vượt tường, chỉ tiếc đêm nay trăng sáng quá. Trăng có khi tròn khi khuyết, đây là lời ngươi đã từng nói. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, trẫm không thể đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng trẫm biết, ánh trăng không thể nào mãi mãi sáng như vậy được. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời có áng mây đen bay đến, che khuất vầng trăng tròn kia phía sau tầng mây. Ánh bạc chợt thu liễm, đêm tối lại bao phủ mặt đất,
đỉnh núi Đại Đông Sơn chìm trong bóng tối đen kịt. Bên cạnh hoàng đế đã không còn bóng dáng Phạm Nhàn. Dưới chân núi, rừng cây trong đêm, khắp nơi tràn đầy mùi máu, còn tanh hơn gió biển. Thỉnh thoảng có ánh trăng lọt qua rừng cây, loáng thoáng thấy được trong núi rừng đâu đâu cũng là tử thi. Có thi thể nằm rạp trên mặt đất, có thi thể vô lực tựa vào thân cây, phần lớn những người chết đều mặc trang phục của cấm quân. Điều càng nhất trí hơn nữa là trên người những cấm quân chúng mai phục này cắm vài mũi tên. Mũi tên cắm sâu vào trong cơ thể người chết, cực kỳ tàn nhẫn ghim bọn họ trên gốc cây, dưới mặt đất. Cảnh tượng xung quanh trông cực kỳ thảm khốc. Dưới chân núi Đại Đông Sơn, rừng cây mọc tùm, đường lớn đã bị bóng đêm và rừng cây đồng thời che khuất, đã không thể nhìn rõ hình dáng tổng thể, chỉ thấy vô số thi thể cùng máu chảy loang lổ. Càng gần chân núi, cảnh tượng lưu lại càng nói rõ trận chém giết lúc trước khốc liệt nhường nào. Có ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn, chỉ còn lại một số cây cỏ gần sơn môn đang cháy, soi sáng được một góc nhỏ trong đêm tối. Mùi khét lẹt dần dần lan tỏa từ mặt đất, lấn át mùi tanh của máu và gió biển, khiến cho quân đội cả hai bên đều trở nên căng thẳng. View, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, một mũi tên dài bắn ra như tia chớp, đâm trúng một tên cấm quân đang ở rìa ngoài của khu rừng. Cấm quân đó nắm lấy mũi tên dài trên ngực, muốn rút ra, nhưng dưới cơn đau đớn kịch liệt đã không còn sức lực, từ từ ngồi xuống. Trong lúc hắn ngồi xuống, lại có ba mũi tên xuyên qua không gian, đâm thẳng vào người hắn. Tên cấm quân đó đầu lệch sang một bên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi cứ thế bỏ mạng. Dưới chân núi hoàn toàn tĩnh lặng, 5.000 phản quân lặng lẽ tới Đại Đông Sơn, tiến hành cuộc tập kích trong đêm tối đầy hèn hạ và đột ngột lên 2.000 cấm quân. Cấm quân trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lại thêm theo thông lệ ngự giá tế trời, cũng không chuẩn bị trọng giáp cần thiết cho đánh giã chiến. Phản quân tập kích là thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất, hơn 5.000 thần xạ thủ sử dụng trường cung, giả bộ tấn công rồi rút lui trong trận Thương Châu và Yến Kinh. Được Tứ Cố Kiếm ngấm ngầm đồng ý và ra sức che giấu, đi ngang qua 16 nước chư hầu của Đông Di Thành, lại xuyên qua một lối đi bí mật phía Bắc Đạm Châu, mất gần 20 ngày, như 5.000 hồn ma bao vây Đại Đông Sơn. Trinh sát dọc đường núi Đại Đông bị những cao thủ trong phản quân tấn công dồn dập đánh lén, không kịp phát ra bất cứ tin tức gì. 2.000 cấm quân không mặc giáp nặng, bị 5.000 trường cung thủ tập kích, có thể tưởng tượng được sẽ phải trả một cái giá nghiêm trọng như thế nào. Mà điều khiến những binh sĩ cấm quân này phẫn nộ và đau xót nhất chính là đợt tấn công đầu tiên của cung thủ phản quân, thậm chí còn dùng tên lửa. Ngay trong khoảnh khắc đó, dưới chân núi Đại Đông Sơn phảng phất như đồng thời thắp lên hàng ngàn ngọn đèn trời, mờ mờ ảo ảo lao về phía doanh trại của cấm quân. Tên lửa rơi xuống đất là bùng lên, cả doanh trại và cánh rừng đều bắt đầu bốc cháy, thế lửa cực mạnh. Đó là đám người Hoàng đế Khánh Quốc trên đỉnh núi nhìn thấy ánh lửa bùng. Còn những cấm quân thì không thể phân tâm đi cứu hỏa, bởi vì lửa cháy sáng ngời trong rừng rậm khuya khoắt, để lộ thân hình bọn họ trong tầm mắt của cung thủ đối địch. Mặc dù các cấm quân đã được huấn luyện nghiêm ngặt, ngay lập tức tìm kiếm địa hình thích hợp nương nhờ yểm hộ, nhưng vẫn phải trả giá bằng hơn 200 mạng sống trong cơn mưa tên theo sát phía sau. Tiếp theo chính là đợt phản công tanh máu nhưng vô vị, đột phá doanh trại, thất bại, vây giết. Các bạn vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.